Giới thiệu tới mọi người, đây là một cái dòng bếp nướng hồng ngoại đa năng của Namilux. Đây là một cái mẫu bếp nướng của Namilux mới nhất năm 2022. Bếp nướng này sử dụng cái bình ga mini để chúng ta nướng đồ ăn. Đây là bao bì của cái model bếp nướng hồng ngoại mới nhất năm 2022 của thương hiệu Namilux. Đây là cái sản phẩm cái bếp nướng hồng ngoại Namilux mà em đã bóc ra ở trong cái bao bì này. Kèm theo sản phẩm là một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Bếp nướng hồng ngoại này thì nó có cái vỉ nướng bằng inox. Đây là cái vỉ nướng này. Đây là cái khay để chúng ta đỡ cái vỉ nướng. Đây là cái ống đốt của cái bếp nướng này. Nó sẽ được chia nhỏ những cái lỗ li ti như thế này. Nó cho những cái ngọn lửa li ti xung quanh cái ống đốt này để nó cho cái đồ ăn của chúng ta nó ngon hơn. Đây là cái khay để chúng ta hứng cái dầu mỡ của cái đồ ăn khi mà chúng ta nướng nó chảy xuống này. Có một cái lưu ý nhỏ đó là khi mà chúng ta nướng đồ ăn ấy, chúng ta cho một ít nước vào đây. Khi mà nướng đồ ăn thì nó sẽ ngon hơn, cái đồ ăn nó sẽ không bị khô và ta ăn nó sẽ cảm giác nó sẽ mềm hơn và ngon hơn. Cái bếp nướng hồng ngoại Namilux này thì nó làm bằng cái công nghệ dập nên là rất là chắc chắn và dày dặn. Cái bếp này nó có độ bền rất là cao. Chúng ta sử dụng để ăn đồ nướng nó rất là phù hợp ở trong gia đình. Vì nó không sử dụng cái nguồn điện, nó sử dụng cái bình ga mini nên là rất tiện cho chúng ta ăn đồ nướng ở mọi vị trí, có thể là ở ban công, có thể là ở trên sân thượng, hoặc là chúng ta có thể mang đi du lịch, mang đi cắm trại để ăn đồ nướng nó rất là phù hợp. Đặc biệt là cái thiết kế của cái bếp nướng hồng ngoại Namilux này, đó là cái khay để chúng ta để cái vỉ nướng này. Nó thiết kế bằng hai cái thanh chữ V bằng inox như thế này để tránh cái ngọn lửa trực tiếp cháy từ cái ống đốt này lên. Nên là khi chúng ta nướng đồ ăn ấy, cái đồ ăn nó chín hoàn toàn bằng cái nhiệt tỏa lên ở bên dưới chứ nó không chín trực tiếp bằng cái ngọn lửa. Chính vì vậy mà chúng ta không sợ đồ ăn nó bị cháy và khô. Về cái cách sử dụng ấy thì chúng ta, đây là cái khay để chúng ta chứa bình ga mini. Thì chúng ta sẽ đặt cái bình ga mini vào trong cái khay chứa bình ga mini này. Nếu mà chúng ta là những người mới sử dụng ấy thì chúng ta để ý ở bình ga nó có một cái khuyết ở như thế này. Chúng ta sẽ đặt cái khuyết đấy vào cái lưỡi gà của cái chế này. Đấy, chúng ta sẽ đặt nó khớp với cái lưỡi gà ở cái chế này. Và sau đó chúng ta kéo cần gạt xuống để chúng ta mở cái bình ga cho nó. Khi chúng ta bật cái công tắc này nó sẽ phun ga lên để cháy ở cái đầu đốt. Sau đó thì chúng ta bật bình ga thôi. Chúng ta bật là bếp nó cháy thôi. Trước khi chúng ta kéo cái cần gạt này xuống thì cái công tắc này chúng ta phải để ở vị trí tắt. Vị trí tắt có nghĩa là đây, nó thẳng cái này là ở vị trí tắt. Đây là một cái dòng bếp nướng của Namilux nên là nó thiết kế rất là thông minh. Thế nên là khi mà chúng ta muốn kéo cái này xuống thì chúng ta buộc phải để ở vị trí tắt. Còn những ở cái dòng bếp nướng rẻ ấy, thì cái công tắc này để chúng ta để ở mọi vị trí thì đều có thể kéo cần gạt này xuống. Tác dụng của cái công tắc an toàn này là chúng ta để ở vị trí tắt thì khi chúng ta kéo cần gạt này xuống thì cái ga này nó sẽ không bị phun lên. Nó sẽ không bị thất thoát và bị mùi ga. Thế nên là chúng ta sử dụng rất là an toàn. Khi chúng ta lắp cái bình ga thì chúng ta cứ lắp đúng chiều và cái bình ga này nó đúng vị trí. Và cái bình ga này chúng ta nên sử dụng những cái bình ga mới. Cái bình ga mới thì chúng ta thứ nhất, trước hết là chúng ta sẽ sử dụng an toàn hơn. Và cái thứ hai là cái bình mới ấy, chúng ta sẽ, cái thời gian chúng ta sử dụng ấy, nó cũng sẽ lâu gấp đôi cái bình ga chúng ta đổi. Chính vì vậy mà chúng ta không nên phải đổi những cái bình cũ về chúng ta dùng. Dùng bình cũ vừa an toàn vừa đảm bảo chất lượng. Và một điều đặc biệt nữa là ở cái chế của cái bếp nướng hồng ngoại Namilux này, nó thiết kế một cái chế rất là thông minh và an toàn. Đó chính là nó có cái cầu chì ngắt ga. Đó là khi cái bình ga của chúng ta nó quá áp thì cái chế này nó sẽ ngắt ga. Bên cạnh đó nó sẽ có một cái nút đỏ này là nút reset này. Bình ga nó gặp sự cố quá áp và nó ngắt, nó không, chúng ta không sử dụng được nữa. Khi mà chúng ta lắp bình mới vào thì chúng ta có cái nút reset này là để nó xả cái ga thừa ở trong cái chế này ra. Tất cả các khay này nó đều bằng inox rất là sạch sẽ. Khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta có thể mang ra cọ rửa vệ sinh. Và cả cái khay mà chúng ta hứng dầu mỡ, chúng ta đều có thể mang ra vệ sinh rất là dễ dàng. Thiết kế bằng cái công nghệ dập nên là những cái khung bếp này nó rất là dày dặn và chắc chắn. Bếp này khi chúng ta sử dụng trong gia đình nó có tuổi thọ rất là cao. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư xứng đáng cho cái dòng bếp nướng hồng ngoại của Namilux này. Mọi người mà yêu thích cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại mà bên em để ở trên màn hình để biết chi tiết nhất về sản phẩm và giá bán từng thời điểm. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và tạm biệt.